Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin Nu cực nhắn, Hoàng Thùy Linh lặng lẽ tại tổng duyệt The Remix. Nữ ca sĩ cũng chính là team thứ 10 của mùa giải này. Sau thành công của The Remix mùa đầu tiên, mùa giải thứ hai này đã nhận được sự quan tâm của công chúng ngay khi tiết lộ từng thành viên tham gia. Vào tối nay, ngày 30 tháng 1, chương trình The Remix sẽ được lên sóng tập đầu tiên. Thế nên, trưa nay dàn thí sinh đã có mặt tại sân khấu để tổng duyệt, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ G. Đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ giản dị với áo thun và quần short cùng mái tóc buông xõa. Được biết, Hoàng Thùy Linh chính là team thứ 10 tại The Remix 2016. Sau lần lỡ hẹn trước với khán giả, những màn trình diễn của nữ ca sĩ chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Hoàng Thùy Linh tập trung xem tin tức về mình sau khi mướt mồ hôi trên sân khấu. Cũng như Hoàng Thùy Linh, luôn chọn phong cách vui bụi với mụ lưỡi trai khi đến tổng duyệt. Nam ca sĩ cũng chính là thí sinh sở hữu lượng khán giả hâm mộ nhất nhì trong mùa giải này. Nu cũng hy vọng khán giả sẽ được nhìn thấy anh trong nhiều hình ảnh khác nhau so với từ trước đến giờ. Kết hợp với Nu là DJ producer Slim V và biên đạo Quang Vinh. Nam ca sĩ cũng đã sẵn sàng để bùng nổ với hit Gạt Đi Nước Mắt được phối lại hoàn toàn mới. Hương Trầm gợi cảm bên cạnh DJ King Lady. Chất giọng khủng chính là lợi thế của quán quân giọng hát Việt mùa đầu tiên. DJ Hà Lê, Big Daddy và Chất Teddy hứa hẹn sẽ chơi hết mình cùng khán giả đêm nay. Forever Alone và Nóng sẽ được cặp đôi Hà Thành mang lên sân khấu. Thánh Mưa, Trung Quân Idol sẵn sàng cùng đồng đội của mình. Hai cô gái Emily và Hạnh Shino hóa thân thành tấm cám trong số đầu tiên. Không chỉ là ca sĩ mà Yến Trang còn là fashion tay chính hiệu. Cô và MC Thành Trung là hai MC của The Remix 2016. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.